vừa tắm xong cho xin xong. Đấy, này bộ mắt sao xin nhá, sao cho xin xíu đầu năm mới nhá. Đấy, mới năm này. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 này, năm 2024. Ngày đầu tiên của năm mới. Bố chăm sóc một xíu rồi tí nữa rồi hai bố con mình làm tí tiệc gọi là đón năm mới trên nhà. Massage rồi sáng bụng tắm cho su su rồi này, su su cũng đang sạch sẽ này, đó. Chơi rồi nhá. Su cũng ngoan, su mới về với gia đình bố mà cũng rất là ngoan, đấy, nghịch lắm thôi. Su là gái đấy, là con cái mà rất là nghịch luôn đấy. Xin thì nhiều khi lại không muốn nghịch. Tại vì Su nó nghịch nghịch mà xin lại không muốn nghịch. Sao rồi xin nhá. Xin. Không buồn à. À các bạn buồn bị xong rồi. Xem xin nha, xem bố vẽ. À, xem nó. Ông bố nói chuyện với bố. Bố giờ bố nói chuyện bố vẫn hiểu xin nói đấy. Xin cử xin làm gì bố cũng hiểu xin. Tại vì xin ở với bố một thời gian này là xin bố hiểu được kiểu xin nói này. Nay mặc đồ áo mới nha. Nè, mặc áo mới. Mặc đồ mới này, áo này mặc rất ấm luôn. Nay cũng trời trở lạnh rồi nên mặc đồ ấm cho ấm. Xin ơi. Xin ơi. Đã, có chưa rồi à? Ồ, trời, đúng rồi, chưa vào, mở đây vào. Chưa vào. Đúng rồi, cái này. Kéo lại. À, đợi, đợi, bên này nữa này. Bên này nữa. Rồi các bạn ạ. Ôi trời ơi giỏi chứ kìa. Ôi lắm ngon nè. Ôi giỏi lắm nè. Giỏi quá. Xin giỏi quá. Lại cho mặc quần nha. Quần hơi dài xíu thôi nhưng mà sao. Tại vì xin hơi lùn. Xin lùn so, gọi là hơi lùn so với mấy chú khỉ khác ấy. Xin chỉ có gọi là cứng là tay tay chân to thôi chứ không có cao được. Không biết là do xin là lùn theo bản năng hay theo tự nhiên hay là do cơ địa của xin đấy. Rồi, đẹp chưa? Bật ra cái nó hiệu quả. Ui kéo lên tiếp trên đây kéo lên để cho ấm nhá. Rồi. À xin chào các bố nè. Ôi bố hỏi nhá. À này con ghi vào đây này. Đây là xin chào khán giả nào xin chào. Đấy. Lên bố nè. Rồi bây giờ vào mình chuẩn bị tiệc trái cây nha.
đơn giản thôi. Hôm nay tổ chức một tiệc trái cây nhỏ cho Xin Xin, chúc mừng Xin Xin và gia đình bố bước sang năm mới, bước sang năm 2024. Đấy, hôm nay thì cũng hơi tiếc một chút là Thảo Ly đang ở bên bà, bên ông bà ngoại nên là chưa về được. Hôm nay bố đang quay vào buổi trưa nên là chiều tối Thảo Ly mới về bên này để chơi. Hiện tại tại vì ông bà ngoại đang đưa Thảo Ly đi chơi nên là Thảo Ly không thể xuất hiện trong video này, rất mong mọi người thông cảm. Đấy, giờ bây giờ nhá, bố đưa con vào này. Nhưng mà con xuống đây. À, cái gì á? Hả? Nào. Đi. Rồi, đi về bộ, đi. Đi. Đi, con đi, đi. Hello anyone, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2024, là ngày đầu tiên bước qua năm mới. Gia đình Xin Xin đầu tiên gửi lời chúc mừng năm mới tất cả mọi người trên toàn thế giới, đặc biệt là các khán giả trong kênh của bố. Chúc mọi người sang năm mới mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và phát tài phát lộc và sự như ý. Trong thời gian qua bố có xây dựng kênh và đã nhận nuôi Xin Xin về, và trong thời gian đó có rất nhiều khán giả luôn yêu thương và quan tâm tới gia đình bố. Bố rất cảm ơn và biết ơn những tấm lòng nhân hậu của mọi người. Trong thời gian qua gia đình bố có nhiều điều thiếu sót thì mong tất cả khán giả trong kênh của bố thông cảm cho gia đình. Thêm mà một lần nữa thì năm mới đã đến thì gia đình xin chúc mọi người thêm năm mới nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và đặc biệt là thành công trong công việc. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều, rất mong mọi người luôn ủng hộ trong những năm tới cùng gia đình xin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, hôm nay bố cũng không có tổ chức thì bố cũng có mua một ít trái cây và sữa cho xin. Hôm nay hơi buồn một chút là con gái của bố đang ở bên ngoài, ông bà ngoại đang đưa đi chơi nên là chưa thể về kịp, nên bây giờ là bố và xin sẽ tổ chức trước. Đấy, tuy là hơi thiếu Thảo Ly nhưng mà buổi tối Thảo Ly sẽ quay lại với bố mẹ. Đó, tôi xin nha. À, xin nha. Đấy, xin mặc áo đồ đẹp rồi. Rồi, bây giờ xin lên đây nha, thưởng thức món ăn. Lên đây. À, ví dụ uống sữa xong nha. Ừ, ăn trái cây trước nha. Ừ, nha. Ừ, rồi, thích không? Thích không? Nè, một bông trái cây nè. Điều con này. Đây, đây là điều của bố nha. Bố sẽ để bên này nhá. Bố để bên này trước đã. Rồi, trái cây này. Đây, đây điều của con nè, bắt cầm đi. Đây, bố sẽ tắt cái xin nhá. Đây là trái cây bố đã làm sẵn rồi, rửa sẵn rồi. Đây, xin được bố tí nhá. Bây giờ bố sẽ cắt vỏ trước nha. Thì trong quả lê á, vỏ của quả lê nó hơi cứng nên là xin không ăn đâu mọi người. Xin đợi bố tí. Xin đợi bố nha. Rửa tí nhá, cắt ngọn cho con ăn dễ. Rồi con ngồi xuống đấy, ngồi xuống ăn nhá. Rồi, con sẽ lấy cho xin ăn nào.
ăn quả này trước đi, khi ăn quả này trước tôi sẽ ăn quả này trước. Ăn nhá, bộ ăn miếng nha, chúc mừng năm mới này, chúc mừng chúc mừng. Từ từ có thể lại và hết trong tay đi này, thử thử nha. Càng rất ngọt, cẩn thận lên nha. À, gọi nha, con trai gọi nha. Này hơi thiếu chị Thảo Ly, chị Thảo Ly tối mới về, bố đang đưa chị Thảo Ly đang đi chùa nha, mới về được, không ngồi, ông bà ngoại. Cái bụng ngăn mặn lên trên. Uống à.